Và ngay bây giờ thì sẽ là những câu hỏi đầu tiên trong chương trình mà chúng tôi vừa mới nhận được từ các khán giả. Câu hỏi đến từ khán giả Nguyễn Văn Kiên có số điện thoại 0837 3 số cuối 039 ở Bình Định. Khán giả có hỏi là gà đang trong thời kỳ đẻ trứng, đã nuôi được 4 tháng rưỡi, gà bị khô, ủ rũ, bỏ ăn, đi ngoài phân xanh và chết dần. Khi mổ ra thì thấy phần đầu của dạ dày lấm tấm đỏ. Cần nhờ các chuyên gia tư vấn xem nguyên nhân vì sao cũng như cách điều trị như thế nào ạ. Xin mời chuyên gia. Gà bị bệnh như cát sơn rồi. Cái dấu hiệu của cái dạ dày tuyến ấy, nó xuất huyết hay kia là rõ ràng là bị niêm kết sơn rồi. Cái lỗi của gia đình là tôi nghĩ khả năng là cái công tác làm vaccine chưa đạt yêu cầu. Đối với nuôi gà đẻ thì để đảm bảo cho gà không bị mắc bệnh niêm kết sơn ấy là khi gà lên đẻ là người ta phải làm vaccine được 4 lần. Lần thứ nhất chúng ta sẽ nhỏ cho gà vào lúc 7 ngày. Lần thứ hai chúng ta sẽ nhỏ cho gà vào lúc 21 ngày. Lần thứ ba chúng ta có thể dùng vaccine nhũ dầu hoặc là vaccine Newcastle hệ 1. Chúng ta tiêm cho nó vào lúc 40 hoặc 60 ngày. Và lần cuối cùng, nếu mà chúng ta nuôi gà chỉ trong phạm vi 6 tháng đẻ thôi, thì chúng ta sẽ tiêm gà vào lúc 130 ngày, tức là tương đương với 18 tuần. Còn nếu như chúng ta nuôi tiếp gà mà vượt qua 6 tháng đẻ nữa, thì khi gà đẻ kết thúc 6 tháng, thì phải tiêm một lần nữa. Thì anh mới có thể kêu nuôi cho đến qua một năm đẻ. Đấy. Cho nên ở đây là khả năng là gia đình là sẽ làm thiếu vaccine trong cái quy trình chúng tôi vừa nói. Hoặc có thể là trong quá trình làm vaccine có một cái giai đoạn nào đấy là vaccine nó bị kém chất lượng, dẫn đến là khi gà lên đẻ là bị cái bệnh này. Mà gà đẻ mà đã bị bệnh Newcastle như tình trạng của gia đình anh Kiên là thiệt hại lắm. Cái thiệt hại đầu tiên đó là sụt trứng. Con gà nó sẽ mất sản lượng trứng ngay. Thứ hai là cái gà nó chết. Mà giả sử sau này chúng ta có cứu được cái đàn gà này thì cái khả năng phục hồi trứng cũng sẽ là rất khó. Đấy là những cái mà nó gây cho những người chăn nuôi gà đẻ. Không bị thôi chứ nếu bị đi qua sơn thì là vấn đề là thiệt hại rất lớn. Bây giờ thì anh phải cứu thôi. Đấy. Nếu mà hy vọng là sẽ còn cứu nhưng mà tôi nghĩ là cái tỷ lệ chết sẽ tăng, bởi vì nó chưa chết thì mình có thể cứu được. Còn nó đã chết rồi mà đã có cái hiện tượng cái rồi là khả năng cứu chắc chỉ được cỡ khoảng độ 50-60% thôi. Bây giờ anh phải theo cái phác đồ sau đây. Anh mua luôn cái kháng thể KTG nhé. Đấy, kháng thể còn tươi đấy, còn mới đấy. Đấy, anh tiêm cho đàn gà này ngay và tiêm cho mỗi con 2C. Tiêm luôn 2 ngày hôm nay đi. Đấy, tiêm luôn tối hôm nay 2C. Và sau đó anh bỏ qua 2 ngày. Anh không được dùng thuốc gì nữa. Thì đến ngày thứ 3, tức là hôm nay là thứ 2 đúng không? Hôm nay là thứ 2 thì tối nay anh tiêm này. Anh bỏ thứ 3 này, bỏ thứ 4 này. Đến ngày thứ 5. Ngày thứ năm thì anh mua vaccine Newcastle hệ 1. Lúc này là anh phải dùng Newcastle hệ 1 rồi. Chứ anh không được dùng vaccine sữa nhũ dầu nữa. Vaccine đông khô, nó nhược độc đông khô hệ 1. Và anh tiêm cho đàn gà. Thì đàn gà nó mới tạo được miễn dịch. Và toàn bộ trong, sau khi anh cho kháng thể KTG anh cho tiêm rồi, thì các cái ngày còn lại kháng sinh anh không được dùng nữa. Vì bệnh này không điều trị được bằng kháng sinh. Anh chỉ có thể cho gà uống hạ sốt là bằng tê cúm này. Thế rồi là bổ sung thêm điện giải này. Bổ sung thêm B complex này. Điều quan trọng nhất là anh phải lấy đường gluco ra đấy. Anh pha vào cho tôi với tỷ lệ 5-10%. Tức là mình cứ tính khoảng 10 lít. Thì mình cho 1 cân đường hoặc là nửa cân đường. Cộng với lại tê cúm, cộng với điện giải, cộng B complex. Thì con gà nó sẽ uống được, vì nó bị cái bệnh này nó mất nước rất là nhanh và nó tiêu chảy rất là nhiều. Cho nên nó phải uống nước vào. Thì khi nó uống nước thì nó có những cái thuốc mà chúng tôi tư vấn cho anh đây, thì nó sẽ duy trì được cái sự sống cho nó và nó sẽ giảm cái tiêu chảy đi. Đấy, và nó nâng sức dần lên, cộng với mình tiêm KTG để diệt virus và sau đó mình tiêm Newcastle thì để tạo cái miễn dịch, thì con nào nó khỏe được thì nó sẽ ổn định trở lại. Nhưng mà tôi nghĩ tức là cái phương án điều trị này nếu mà tốt phải 15 ngày sau thì đàn gà của anh mới thể dừng bệnh được. Vì vậy cho nên là tối ngày hôm nay anh tiêm KTG, tỷ lệ chết nó sẽ giảm xuống nhưng nó không ngắt được ngay. Và nó vẫn cứ chết tiếp tục bởi vì trong cái cơ thể của nó vẫn còn chứa rất nhiều virus. Thì sau khi mình tiêm cái new thì nó tạo được kháng thể. Thì kháng thể nó sẽ diệt virus dần, cộng với KTG nó diệt virus dần. Thì trong 15 ngày tới đây thì đàn gà sẽ giảm chết chứ không phải là dừng chết. Và nó sẽ kết thúc chết khi nó được cỡ vào khoảng độ 15-20 ngày sau khi tiêm vaccine. Mà con nào mà sau 15-20 ngày mà không chết nữa thì lúc ấy anh mới có thể yên tâm được. Đấy, cho nên cái thiệt hại nó rất là lớn như thế. Cảm ơn ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn chuyên gia Vũ Ngọc Sơn với những tư vấn chi tiết vừa rồi ạ.
Chuyển sang câu hỏi của khán giả Trung có số điện thoại 0942 3 số cuối 813 ở Yên Định, Thanh Hóa. Khán giả có hỏi về 10.000 con gà trắng được 31 ngày, khoảng 15 ngày nữa thì sẽ bán, trong đó thì có 500 con đã có biểu hiện là ủ rũ, sưng khớp, hai mắt bị sưng, có lấm tấm trắng ở gan, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục ạ. Xin mời chuyên gia. Nguyên nhân của nó là bị cái đàn gà mà nó bị bệnh ấy. Đó, bị hai cái bệnh ghép, đó là bệnh Salmonella thương hàn cùng với nhiễm Mico. Nhưng nguyên nhân chính của nó là cái gà công nghiệp nó ăn rất là nhiều, ăn rất nhiều và nó uống rất là nhiều. Vì vậy cho nên cái môi trường đột đót nó nhanh bẩn. Mà nếu mà chúng ta lại nuôi trong một cái điều kiện mà chúng ta không chăm sóc đột đót tốt thì đột đót nó sẽ chính là cái nơi ô nhiễm để sinh ra các cái bệnh này. Vì khí độc nó sẽ bốc lên, cộng với lại coi như là độ bẩn của trong chuồng nó cũng bốc lên. Và gà công nghiệp thì nó lại rất là yếu, vì chỉ còn có 15 ngày nữa thì chúng ta bán. Vì gà công nghiệp trắng người ta chỉ nuôi thường thường có 4-6 ngày người ta bán. Thế bây giờ cái cách làm thì tốt nhất là trong cái 10.000 con này anh cố gắng anh tìm đến một cái vị trí chuồng khác. Anh chuyển, chọn đến 500 cái con bị bệnh anh chuyển nó sang một bên để anh điều trị. Còn là anh bán 9.500 cái con kia đi. Thế và trong cái 500 con mà nó bị bệnh cái này thì mình sẽ tạm thời mình mới cân nó lên 1-2 con xem xác định tổng khối lượng nó là bao nhiêu. Sau đó anh sẽ mua thuốc Enro cộng với lại Amoxicoli. Đấy, anh cho uống hai cái loại thuốc này. Enro thì nó có tác dụng điều trị rất là tốt đối với lại cái bệnh thương hàn. Còn Amoxicoli thì có tác dụng tốt với cái bệnh khớp. Thì là mình sẽ cho nó uống. Cho nên mình phải xác định tổng khối lượng của cái đàn gà ấy lên là bao nhiêu, sau đó mình sẽ dựa vào cái từng cái loại thuốc mình theo cái đơn cái hướng dẫn mình mới chia cho lấy cái tổng khối lượng mình chia thì mới được cái lượng thuốc cần dùng. Và cho uống sáng chiều, sáng uống Enro, chiều uống Amoxicoli. Thế còn lại những con nào nó nặng quá đấy, mà nó lê lết nó không đi được thì anh có thể tiêm kết hợp giữa Cetirofur hoặc là Lancozen hoặc là Gentatilo. Cái cách làm như vậy thì mình phải chấp nhận bán cái 500 con này bán chậm đi một tí thôi đấy. Chứ còn không thể bán ngay một lúc cùng với lại 9.500 con kia được. Thì giải pháp ấy vẫn là cái giải pháp tích cực nhất và có lợi nhất. Chứ mình không thể nuôi lẫn lộn để mình điều trị. Vì khi mình nuôi cả 10 người 1.000 con thì lượng thuốc mình sẽ dùng nó sẽ tốn hơn rất là nhiều. Thứ hai nữa tức là có khi là mình cho uống thì những con bị bệnh nó không thể với tới được để nó uống. Thì nên chăng là mình sẽ tách cho thành hai nhóm thì sẽ hay hơn và điều trị nó sẽ tốt hơn. Và kinh tế cũng sẽ giảm đi, giảm chi đi rất là nhiều. Cảm ơn. Dạ vâng, xin cảm ơn chuyên gia về những tư vấn vừa rồi. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình Tổng đài Nông nghiệp được phát sóng trực tiếp trên kênh VTC16. Và trước khi đến với những câu hỏi tiếp theo thì xin mời quý vị và bà con chúng ta hãy cùng nghỉ trong giây lát. Sản xuất nông nghiệp là cả một quy trình. Mỗi công đoạn là một mắt xích quan trọng. Chỉ cần sai sót kỹ thuật trong một khâu cũng có thể khiến nông dân thất bại. Những lưu ý và kinh nghiệm hay trong sản xuất, bí quyết giúp làm nông thành công. Làm nông đúng cách phát sóng 11:30 các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần.